Phan Nhật bây giờ sắp lên sóng. Adam Morgan Nguyễn Quốc Nguyện. Cái này không có trầy anh em. Cái này nó bị dính keo thôi. Đó, đẹp hết nha, không trầy. Cán rất đẹp, được xài kỹ, không trầy. Châu su đuôi rồi còn nguyên hết nè. Ngọn ACS rồi theo cơ luôn. Ngọn này già và nó bông lên cực kỳ rõ, bông đẹp lắm. Ngọn ACS rồi theo cơ zin luôn, còn rất mập, quá đẹp. Adam giá mềm cho anh em. Đó, tình trạng trên đây nó hơi phai phai chút xíu, đảm bảo là cho anh em là đồ chính hãng, đã từng qua tay cạp sử dụng rồi. Giá một cái một ngọn ACSR 24 triệu đồng, 24 triệu nha anh em. Một ngọn ACSR theo cơ mập thù lù, ngọn già đẹp, 24 triệu. Giá tết rồi 0979 997 668 để sở hữu cây cơ này, hoặc là xem trên tường Zalo các cây cơ khác nha anh em. Quá đẹp, thẳng tưng, không lỡ đập.